đằng sau hào quang rực rỡ của Gai Sa, cái giá phải trả. Nhắc đến Nhật Bản, làm sao có thể thiếu được các Gai Sa, những nghệ nhân bí ẩn thời Edo. Phấn trắng, son đỏ, tóc đen sẽ làm nổi bật nét sắc sảo và quyến rũ của các nàng Gai Sa trên sân khấu. Tuy nhiên, bộ phận Osiri của Gai Sa cực kỳ độc hại cho làn da bởi hàm lượng chì rất là cao. Nếu không tẩy trang kỹ, chắc chắn Gai Sa sẽ không giữ được vẻ xinh đẹp kiều diễm thường thấy. Vì vậy, họ thường xuyên sử dụng tinh dầu hoa trà để làm sạch và dưỡng ẩm cho da. Mặc dù ảnh hưởng của lớp trang điểm cầu kỳ này với làn da là khó tránh khỏi, để có được hào quang rực rỡ như vậy, Gai Sa đã phải trả giá rất nhiều. Nếu phải đánh đổi, bạn có muốn hóa thân thành Gai Sa hay không? Mình là Hằng Kawaii, cùng Hằng khỏe đẹp như người Nhật. Tano Simi.